Chào mừng quý vị bà con quay trở lại với chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 9. Quý vị bà con thân mến, bước vào game 3 của chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 9 thì chúng ta sẽ có những thử thách như sau. Ở đây chúng ta sẽ có 2 người được cử ra để live stream trực tiếp. Và ở trên kệ thì có rất nhiều sản phẩm của các nhãn hàng ra tài trợ. Đội nào bán số tiền được nhiều nhất, đội đó sẽ giành chiến thắng. Và bây giờ đội nào sẽ là người chơi trước? Đội xanh, người live stream trước. Vâng, xin mời đội xanh vào vị trí. Đội đỏ đứng sang bên kia. 5 phút bán hàng live stream dành cho đội xanh. 3, 2, 1, bắt đầu. Xin chào tất cả mọi người đã đến với phiên live stream ngày hôm nay. Hôm nay ở phiên chợ Việt này, mọi người sẽ được ưu đãi rất là nhiều với những mặt hàng, những sản phẩm. Sản phẩm của chúng tôi đó là mì sợi tươi, đang có khuyến mại rất là đặc biệt. 40.000 một gói, mua một thùng thì sẽ được là 120.000 một thùng. Và đây là dầu dừa dưỡng tóc, dưỡng da và làm đẹp, và đã được tặng kèm theo một bơ dừa. Mọi người hãy ủng hộ phiên live của chúng tôi nha. Đây là nước mắm hương Việt, giá là 45.000 và đã được tặng thêm một cái bát. Mọi người mau mau đến ủng hộ đội của chúng tôi nha. Mọi người hãy nhìn chai dầu hào này. Cái chai dầu hào này có giá là 45.000. Đây là bao tay, găng tay để chúng ta làm việc nhà, rất là hữu ích. Chỉ có giá 15.000. Chỉ có giá 15.000 trong phiên live hôm nay. Mọi người hãy mau đến cổ vũ và mua hàng cho chúng tôi nhé. Đây là găng tay hợp thành, sốt gà chiên, nước mắm có giá là 95.000. Và đây là việt coco, nước dừa tươi để bồi bổ cho cơ thể. Mọi người hãy mau đến và ủng hộ. Đây là dầu ăn của Việt Coco, dùng để chiên xào nấu, mùi rất thơm, giá 65.000. Đây là dầu ăn tốt cho sức khỏe, rất cần trong các cái bữa nấu ăn của gia đình. Chúng ta chỉ còn 30 giây của đội xanh lên, cho nên đội xanh nhanh nữa lên, nhanh nữa lên. Đây là nước cốt dừa với giá là 25.000. Mà mọi người hãy mua nước cốt dừa về để làm các cái món chè, món ăn của gia đình. 3, 2, 1, hết giờ, hết giờ, hết giờ. Tập trung tiền vào đây, nào, nhanh, 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 nhanh. Quý vị khán giả thân mến, đây là số tiền bán hàng được của đội xanh. Bây giờ sẽ là 5 phút bán hàng của đội đỏ. Xin mời. Xin chào tất cả mọi người. Xin giới thiệu mọi người. Đây là mì sợi tươi giòn giòn 40k một gói. Mua 1 tặng 1 cả nhà mình ạ. Được tặng thêm một tẩm gia vị. Một thùng này là 120 gói, có 4 gói ạ. Xin mời cả nhà mình chốt đơn ạ. Mua ngay trong tại phiên live ngày hôm nay. Đây là giá khuyến mại nhất. Giới thiệu với cả nhà mình, trên tay em là đôi găng tay cao su 15k một gói ạ. Găng tay này dùng để mình rửa bát rất là có ích ạ. Với 15k mình nhận về tay một đôi găng tay này. Xin mời mọi người chốt đơn ạ. Nhanh tay chốt đơn cả nhà mình ơi. Tại phiên live ngày hôm nay chỉ có giá 15k. Xin giới thiệu cả nhà mình, đây là nước cốt dừa Việt Coco. Nước cốt dừa Việt Coco này dùng để nấu chè hoặc là xôi ạ. Rất là có ích ạ. Được chiết xuất từ thành phần thiên nhiên là nước cốt dừa. Chỉ với 25k tại phiên live ngày hôm nay. Hôm nay là chương trình khuyến mãi đặc biệt, cho nên là mới một nước cốt dừa có 25k thôi ạ. Cả nhà mình nhanh tay chốt đơn cả nhà mình ơi. Xin giới thiệu cả nhà, đây là sữa tươi Việt Coco. Sữa tươi này được chiết xuất thành phần thiên nhiên, có 3 vị: vị trà, vị chanh muối này, dưa hấu và sô cô la. Chỉ với 12k một lọ tại phiên live ngày hôm nay, giá tri ân như cả nhà mình chỉ với 12k một lọ. Hôm nay là chương trình đặc biệt nên mới có giá tri ân như cả nhà mình ạ. Mong mọi người nhanh tay, nhanh tranh thủ chốt đơn cả nhà mình nhé. Không lại hết giờ vàng là không còn 12k. Xin giới thiệu cả nhà mình, đây là nước tương đậu nành ạ. Được chiết xuất từ đậu nành thiên nhiên ạ. Chỉ với 25k một chai nước tương đậu nành Johnny Mac. Mọi người tranh thủ chốt đơn đi, không hết giờ vàng sẽ không có cái giá này đâu ạ. Chỉ với 25k chai nước tương đậu nành ạ. Xin giới thiệu cả nhà mình tiếp theo, sản phẩm là dầu dừa tinh khiết Việt Coco. Mua 1 tặng 1 cả nhà mình ơi. Với 75k một lọ dầu dừa tinh khiết Việt Coco, được tặng thêm một lọ bơ dừa của hãng Việt Coco ạ. Chỉ với 75k
mua một tặng một và khuyến mãi tại phiên live ngày hôm nay. Cả nhà mình tranh thủ các mọi người tranh thủ chốt đơn đi ạ. Tiếp tục là sản phẩm dầu hào của Cholimex ạ. Chỉ với giá 25k một chai dầu hào Cholimex. À, hôm nay tại phiên live ngày hôm nay giá tri ân cho mọi người chỉ với giá 25k dầu hào của hãng Cholimex ạ. Dầu hào này được chiết xuất từ thành phần tự nhiên ạ, rất tốt cho sức khỏe ạ. Tiếp tục em lên sản phẩm tiếp theo, đó là gà chiên nước mắm, sốt gà chiên nước mắm của Cholimex 95k. Tại phiên live ngày hôm nay chỉ với 95k, cả nhà mình nhận về tay một hộp sốt gà chiên nước mắm Cholimex ạ. 35k được nhận về tay một gói một bánh bò sốt ạ. Giá rất là rẻ, giá ưu đãi, giá khuyến mại cho sản phẩm này tại phiên ngày hôm nay. Cả nhà mình nhanh tay tranh thủ chốt đơn cả nhà nhá. Nào, chúng ta hãy đếm ngược nào. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Tập trung tiền. Cảm ơn đội đỏ. Quý khán giả thân mến, quý vị, theo quý vị thì chúng ta sẽ đếm số tiền của đội nào trước? Hả? Đỏ. Đội đỏ trước, vâng, thế này nhiều người hơn. Vậy thì chúng ta sẽ đếm tiền của đội đỏ. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 802, 804, 806, 808, 900, 902, 804, 906, 908, 1 triệu, 1 triệu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 30, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 36, 37, 37, 38. 1.380.000 là số tiền bán hàng được của đội đỏ. Có lẽ ta không cần phải đếm nữa đâu. 200, 300, 400, 500, 2, 4, 6, 8, 10, 100, 650, 700, 704, 706, 707, 708, 709. 790.000 là số tiền bán hàng được của đội xanh. Vậy thì ta đã chọn ra đội thắng cuộc của game 3 rồi chứ ạ. Chúc mừng đội đỏ đã thắng game 3. Sau đây chúng tôi xin mời nhãn hàng Cholimex Food sẽ trao quà cho đội thắng cuộc game 3 vừa rồi. Xin mời. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng Cholimex Food đã trao quà cho đội thắng game 3 vừa rồi. Và bây giờ xin mời găng tay cao su Hợp Thành sẽ chọn một vị khán giả. Đại diện thân tổ. Tôi xin chọn chị mặc áo màu xanh. Đúng rồi chị. Bế cả con vào đây. Vâng, xin mời một phần quà của nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành. Đã. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành. Cảm ơn em. Sau đây xin mời ban quản lý chợ sẽ lên đây ạ. Thay mặt những người làm chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới ban quản lý chợ cũng như chính quyền địa phương tại chợ Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ đã giúp đỡ cho chúng tôi ghi hình thành công tại chợ. Một lần nữa xin cảm ơn anh. Và sau đây là tất cả những phần quà của các nhà tài trợ xin gửi tặng tới anh. Gửi tặng anh. Và nếu anh không cầm được, anh khoác cái này giúp em. Đây là một phần quà của nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành gửi tặng anh. Và một lần nữa xin cảm ơn anh rất nhiều. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.